thị dân giáo lý phần đường giải thoát. Đạo Phật giáo là nơi cứu khổ độ chúng sanh, không bỏ một ai. Lòng yêu thương khắp nhân loại, không hề muốn thấy một ai khổ trần. Đường chân chánh trên hơn tất cả, nẻo nhiễm màu chẳng có chi bì. Muốn người rõ tâm từ bi, cho nên Phật bảo con đi khuyên đời đem thanh danh. Dùng lời nhiễm nhạc khách thường trần bất đắc chân ngôn. Riêng con tâm đạo thương tồn, với người cũng ráng gọi hồn nhớ tu. Kỳ quy nhất dễ đâu kiếm được, khuyên trẻ nên trao chuốt tinh thần. Chừng nào đính quốc an dân, người thương người thấy thương thân mới rồi. Con ơi, nếu còn người giống bồn, riêng lời danh riêng sống cá nhân, vẫn còn có cuộc tranh phân, ấy là vốn tánh phàm trần xưa nay. Kiên cổ đã bao ngày luân chuyển, do tâm trần suy biến gây ra. Lần này cũng chẳng còn xa lập, công ơi trẻ kẹo mà hút đi. Cuộc sai đến cực kỳ khốc liệt, chúng sanh cần chướng phước cho cao. Con ơi, nếu chẳng ba đào thuyền từ đâu nhọc công vào biển mê. Chớ rời khách hãy kề bên khách, rước nhân gian nam bắc kẹo chìm. Dù sao cũng chớ ngồi im, nếu còn có kẻ đắm chìm sông mê. Không riêng để mình cày sen bao, muốn cho ai cũng đau tây phương. Lánh đi cuộc tạm trần dương, cùng nhau hiệp lực mở đường dài lâu. Nơi cõi tạm thiên sầu vãn khổ, người tự làm nào có ai gây. Muôn điều bởi một chữ sai, khiến cho sanh chúng đọa đài chung thân. Con ơi, chúng hỏng trần mù mịt, bị lợi danh phụ bích chân linh, khiến cho hầu hết chúng sinh quên tìm kim lôi cứu mình khỏi mê. Tự mê đã chưa hề tỉnh giác, còn làm khốn dẫn dắt người mê. Đường mê thêm nổi dọc về gây thành cái thứ bệnh mê lưu truyền. Kẻ đã thức nhớ khuyên người tình, đuốc lên cho cảnh sáng ra. Ở trong tim não người ta, nhiễm màu có đủ ráng mà phát minh. Chớ để đến thủy sình mất xác, lỗi công sanh phi mất một đời. Một khi để kiếp qua rồi, muốn tìm trở lại làm người khó thay. Làm người được là mãi muôn thở, cũng là do xưa có nghiệp lành.
bây giờ nếu biết tu hành tất là sẽ được trở thành Phật tiên. Con ơi hãy nhớ khuyên sanh chung, Phật Thích Ca xưa cũng là người quyết tâm lánh bỏ tệ đời, đem thân sanh tử đổi nơi niết bàn, dứt bỏ cả ngai vàng điên ngọc, hy sinh luôn vợ đẹp con cưng, một lòng hành đạo xa thân diệt chi cũng bỏ, chỉ cần từ bi. Thương sanh chung diệt chi chẳng hoàng, tìm đạo màu tánh mạng xem thường. Nhờ lòng đầy đủ nghị cương, Thích Ca đắc đạo danh dương khắp trần, tu một thuở cứu thân vĩnh kiếp, độ được mình còn vớt mẹ cha. Thuyền to một chiếc sấm ra, tất nhiên chở hết cả nhà xuống đi, dấu Phật tổ đã ghi rõ lắm. Chơn chúng sanh cần bấm đi theo, muốn tu đừng có sợ nghèo, muốn thành Phật chứ nên đeo lòng tà. Muốn việc đã nhiễm qua khó bỏ, cố bỏ đi dù có mất công. Ban sơ khó tỉnh được lòng, nhưng đừng thối chi cuối cùng sẽ nên học đạo lớn. Phải bền chí cả muốn quả cao, cần có công dày. Thích Ca chứng quả Như Lai cũng nhờ chí cả công dày mà nên. Phật thành được chúng sanh thành được, thanh giới phàm chỉ một bổn lai. Khác nhau kẻ tình người sai, chớ ai thì cũng như ai đủ hình. Tội chính bởi tại mình gây tội, mê cũng do mình gọi hết mê. Phật đi Phật biết đường về, mình đi mình lạc ngu mê tại mình. Kẻ bị cảnh sanh tình phàm tục, người cố tâm gây cuộc hỏng trần, càng mê càng bước xa dần, càng gây nghiệp chướng càng đần độn lung. Biết ác mộng phải bừng tỉnh dậy, thấy lắm đường thì chạy mau ra. Nếu tâm còn chút giận và mong sầu thêm nặng, lầm xa càng nhiều, tu phải tỉnh là điều trước hết. Học phải hành là việc đầu tiên, ham chơi nên mới thành ghiền, tự lòng trói buộc tự nguyện gỡ ra. Lẽ siêu đọa Phật đà chỉ dạy, nghiệp dữ lành người phải tự lo. Tự mình ăn mới được no, bắt người khác thế ăn cho thị lầm, mà thiếu hạnh phải tự làm lấy hạnh. Chưa biết tu tự tánh lo tu, chuyện thân từ sâu quá cù, mình tu không được ai tu cho mình. Người với con đồng sinh cõi tạm, con với người đã nặng nhân duyên. Con thiền ráng độ người thiền, bỏ người đi xuống mình lên sao đành. Học Phật phải rộng tình tế độ, nói pháp cần phá bỏ chấp tâm.
Phật riêng Tây độ Phật lầm pháp, còn có sự chấp tâm pháp tà, mẹ nuôi con xót xa chẳng nề. Phật độ người đâu kể công lao, hai tâm hồn rất giống nhau, mẹ giàu tình cảm Phật giàu tình thương. Tình yêu con đem đi yêu chúng, tâm lo tư để dụng lo công. Tất nhiên cùng Phật một lòng, tội không thể có, mê không thể còn. Mẹ ăn chi cho con ăn nay, Phật thành mong vạn loại đều thành. Lòng nguyện độ tử độ sanh, tình đời đâu sanh kiếp tình từ bi. Mẹ yêu con quản chi đẻ chừa, Phật thương người đâu xa tử sanh. Niết bàn là chốn an lành, lâm phàm độ chúng không đành ngồi yên. Người tưởng Phật muôn thiên có một, Phật nhớ người giờ phút không quên. Khi nghe có tiếng khóc lên thì lòng Phật tở như tên bắn vào. Thời mạt pháp tà cao hơn chánh, bụi hạ quân ít thánh nhiều phàm. Cho nên nạn ít bao hàm, mắt từ bi thấy đâu ca mới ngồi nhìn. Cậy sức mạnh chúng sanh gây hòa, ý tài cao thiên hạ khởi binh. Giết người người giết lại mình, càng xem càng bắt động tình từ bi. Quá thông thái người khi trời Phật, lắm văn minh chúng miệt quyền cơ. Khi trời trời phạt bất ngờ, miệt quyền cơ bị quyền cơ trị chân. Triệu ức năm qua từng thế đó, chẳng phải là mới có đây đâu. Tiêu tan trên mặt địa cầu muôn lần rồi, chứ phải đâu một lần. Núi nổ khắp xa gần đều cháy, nước tràn đầy khôn dải cũng trôi. Tranh đời mỗi một lần bôi, cỏ cây đều sạch thú người đều tiêu. Cầm ngọn đuốc mà thiêu ổ kiến, lấy đá to mà liễn trứng gà. Chúng sanh thử tưởng tượng ra, kiến kia sông chết trứng gà nát không. Kỳ đại hạn cung đầm cảnh ấy, khi tẩy trần trong thấy hải kinh. Thấy bèo xác bọt linh đinh, diều tha hoa xe chúng sinh tử nàng. Trời héo mắt gà vàng cùng văng, đất châu mài thó trắng bạc. Tin nhịn vào đại nạn chúng sinh, quỷ thần còn phê thất kinh vía hồn. Thật ra việc sanh tồn thì chốt, tài không hơn nơi đức ơi con. Đức tuy không thấy mà còn, tài coi rần rộ mà mòn như cưa. Cột giới bêu tranh nhau quay dùng, bãi nát mình thắng cũng trần thân. Người tám lượng kẻ nửa cân, chung quy ai cũng rã thân tiêu hồn. Kẻ tự cho rằng khôn mà dài, người bị coi là dại lại khôn. Tài tiêu còn đức thì tồn, đó là chung kết của môn đấu trần. Cuộc
thắng bại phải cân nhắc kỹ, nếu tồn vong cần nghĩ suy rành. Phải mau bỏ giữ dễ lành, dù không tôn giáo cũng hành thiện lương. Lành chẳng khác bồm trương thuận gió, giữ như là cháu nhỏ trong xe. Tu hành giết cả ráng nghe, đời này hung dữ chỉ là giết thân. Con ơi mặt người xưng tài sức, phần con nên chủ đức là hơn. Đức sau trước cũng vì nhân, tại thường trước đức sau thân là nhiều. Tài không đức chỉ chịu khổ hòa, đức không tài chỉ gá tai ương. Tài thêm có đức đồng tương khác, nào rầm được mây dương lấy mình. Có tôn giáo phải gìn chánh đạo, không thần quyền cũng tạo hiếu trung. Ở ăn đạo nghĩa bất tùng, khác nào cá nọ mà chúng vô lờ. Mỗi việc ác mỗi tờ giấy nợ, thân nay chưa thì đợi thân sau, dài bao thì trả cũng bao. Xưa nay nhân quả luật nào nể ai, thời mạt pháp trả dài rất chông. Kỳ hạ quân chết sống lẻ thay, đời xưa trả bao thị chày, đời nay trả bao một giây nhãn tiền. Tiên qua bước quần nguyên trần tục, thánh lộng đường giây phúc phàm phu. Tu hay là chẳng có tu, bể ngoài không kể chi tu tâm hồn. Tâm giác được phàm nhân qua thanh, tánh mê còn tiên dính hồng trần. Thanh trầm tự xử lấy thân, lấy câu nhân quả định phân khỏi lầm. Tự xét mình khởi tâm thiện ác, tự xét mình tạo tác hung hiền. Khỏi cần hỏi ý thần tiên, tự mình cũng biết nghiệp duyên thế nào. Ăn chanh muốn ngọt ngào không được, làm dữ mong có phước khó thay. Một cùng với một là hai, trầm chi hưởng nay xưa nay không lầm. Con thương chung khóc thầm đòi bữa, Phật nhìn đời bắt ứa lòng vàng. Mười người hết chín người gian, ngoài đời đã chán còn loan trong chùa. Đạo đức chỉ là khua ngoài miệng, tu hành không một chuyện trong lòng. Kể kinh học nói cho thông, khác nào con két nháy ông chủ nhà. Nói thông thái kể ra sao hết, làm trái ngang chẳng việc nào xong. Đáng thương cho kẻ tốt lòng, bị người lừa gạt mà không biết gì. Đến như Phật từ bi vô hạn, cũng bị người giả dạng tăng ni, làm cho sanh chúng ngờ nghi. Cửa thiền văn bóng đạo nghì lãng tâm. Con ơi đạo thầm thấm via diệu, chung luôn công khuấy nhiễu không tan. Chỉ thương cho khách trần gian, bị lòng ngờ dứt chẳng đang từ bi. Lòng qua vốn kỳ thi công đức, hạ nguồn là chính lúc chọn lừa. Lạnh thì làm giữ nên chừa, thiện tồn ác thất thiên cơ định rồi. Núi cao giúp
bỗng trôi thành biển. Biển sâu hòm lại biển non cao, ruộng khô tức khắc sông hào, sông hào nhai mắt biển dạo rừng sâu. Cuộc thay đổi lời đâu nói càng, nguy cơ nhiễm màu biết dặn sao cùng. Từ bi với kẻ hiếu trung an tâm, nhờ Phật hộ tùng ngày đêm, giữ ráng bỏ chứ thêm việc dữ. Lành nên làm thêm sự hiền lành, tồn sanh sẽ được trường sanh thượng quân, trở lại thái bình an vui. Con ơi khi thấm mùi đạo hành, như rồng kia thêm cánh nhẹ bay. Đời thay mình chẳng hề thay, cùng chân Bồ Tát Như Lai động thiền, ngày mau thành bởi lành duyên kiếp trước. Sớm nên do trưởng phước hiện nay, cô công lượm lặt một ngày được nhiều hơn cả bỏ hoài suốt năm. Trước không biết sao tầm sẽ rò, xưa chẳng tu nay ngộ thì thành, giữ xưa nhưng hiện nay lành. Lành con chứ giữ tan tành còn chi, xưa lành nhưng nay thì làm giữ, giữ còn ra lành sự đâu còn. Khác nào nhà mới sơn son châm dầu đốt rủi, chỉ còn đống than. Lành ráng làm lành toàn chung thì, giữ chớ theo giữ chỉ cũng đường. Giữ lành vốn ở tâm dương, chủ tâm chớ để vào đường ngục môn. Hồn chủ xác là tồn tại mày, xác chủ hồn là hoại diệt luôn. Chiều theo sở dục ngông cuồng, chỉ mau quỷ kiếp vô thường ít chi. Lấy thần trí chỉ quy thể xác, thể xác không dẫn dắt đường tà. Học theo gương Phật Thích Ca, lấy thần trí đạo thắng qua dục trần. Đời tàn lấy nhầm cơn quái diệt, kiếp tạm còn gấp dịp sai sàng. Mười phần hết chín phần tan, một phần còn lại toàn vàng với châu. Không cánh mà bay đâu cũng tới, ngồi một nơi thế giới xem cùng. Giả chân lắm sự lạ lùng, Phật ma khó biết rối tung lòng người. Quá vật chất bị đời ám ảnh, yếu tinh thần bị cảnh cuốn lôi. Chung quy chẳng diệt não rồi, chỉ làm đau khổ cho đời nhiều hơn. Ráng mở trí để cân giả thiệt, nhớ bình tâm xét diệt chánh tà. Đợi nhiều khôn khéo quỷ ma đụng đâu, tin đó thì là lầm to. Học khôn quỷ thường lo diệt quỷ, giữa tánh phàm chỉ nghĩ thân phàm. Bảo thân phàm đủ cách làm, làm theo khôn quỷ thân phàm mau tiêu. Được giải thoát là điều hơn hết, còn luân hồi phải chết chóc luôn. Luôn công bọt nước đóng khuôn, giả thân kết cuộc cũng quần giả thân. Phải tỏ ngộ đường trần mới dứt, được hết mê bến tục mới rời. Mê là gốc
khổ con ơi, còn mê thiên hạ chưa thời nào vui. Bởi mê mới làm tôi thị dục, nếu ngộ đâu tùng phục lẫm tà. Dục tà đều tại người ta, dục là thông khổ, tà là trầm luân. Dục thường vì xác thân khởi xương, tà thường vì vọng tưởng gây ra. Cả hai đều thứ mắt lòa lợi, gần thì thấy hại, xa không lường. Gần dứt thở trên giường chưa biết, bảo vợ con nối tiếp đường lầm. Vì tình mà thọ cảm tâm vợ con, rồi cũng lũi lầm theo luôn. Nghiệp cha mới vừa buông con bắt, hết cháu rồi lại chắc nối truyền. Cứ như thế đó lưu liên, gây nên một khối thảm viên nhiều đời. Cha mẹ chết con rơi nước mắt, con chết thì cháu chắc khóc ròng. Vợ con chan chứa vì chồng, chồng vì gì vợ, đôi dòng lệ rơi. Nước mắt ấy từ đời vô thì, bốn biển to đem dí không bằng. Sanh ly tử biệt vô ngần, dĩ oan đáng sợ nở trần đáng ghê. Vạn sự bởi ma mê dẫn lối, trăm việc do quỷ tối cầm đầu. Giác xong mê nó còn đâu ngộ, rồi tối ấy bị thâu mất liền. Trong tâm khởi giữ hiền phải biết, lấy trí phân hư thiệt cho rành. Nếu điều tà niệm còn sanh, tự mình trừng trị tạo thanh lộng minh. Hành đạo phải tự tin đầy đủ, tham thiền cần tự chủ hoàn toàn. Giống trận vừa mới thoáng ngang, trận ngay chớ để lan tràn trong tâm. Chừng nào cánh hết làm tâm loạn, khi ấy tâm đã đoạn cánh trần. Chánh tạ đều được minh phân, nhưng đừng để tánh ngã nhân chen vào. Tâm cánh chẳng còn màu hỗn độn, tà chánh không xáo trộn trong lòng. Như là vật giới hư không, tự nhiên ánh sáng đại đồng bừng ra. Con ơi Phật Thích Ca đắc đạo, bị ma vương khảo đạo lắm lần. Nếu tâm còn chút vọng trần, tất không đạt được quả phần Như Lai. Ngồi niệm Phật thì ai cũng niệm, nhất tâm không sao xiến ít người. Tâm như trong trong giữa trời Phật, thì một niệm còn mười niệm ma. Các việc sâu nhớ ra trước nhất, kể tại chân buồn bực mỏi mê. Rồi ma buồn ngủ chạy về Phật, quên niệm đến khói mê phủ vào. Không cần hỏi ông nào cũng biết, niệm thế bao giờ Phật chứng cho. Khác nào nồi gạo mới do, bắt lên nhắc xuống bao giờ chín cơm. Mục đích việc sớm hôm niệm Phật là để cho chấm dứt niệm tà. Chỉ còn một niệm Di Đà, để nhờ Phật rước sang qua liên đài. Có thật cả
Tam Phật ngài mới ứng, niệm lờ là Phật chúng vào đâu. Ví người đã rớt sông sâu, không cần kêu cứu ai hầu cứu cho. Niệm Phật chẳng béo nó chi Phật, Phật cũng không mong nhắc đến tên. Chúng sanh muốn Phật dứt lên, cho nên mới tưởng niệm tên Phật ngài. Phật nguyện độ muôn loài thoát khổ, nên khi nghe ai có lời xin, Phật thêm động tâm bi tình, như là mẹ thấy con mình lắm tay. Phật nhất định không sai lời nguyện, nhưng chúng sanh phải niệm chí thành. Chỉ là một niệm trọn lành cũng là được Phật nhân hành đến nơi, hoặc chẳng niệm một lời chi cả. Nhưng thường hay có giả từ bi, trần ai chẳng nhiễm vật gì, cũng là được Phật hộ trì ngày đêm. Người tự độ cầu thêm Phật độ, như nước xuôi lại gió thuận chiều. Đường về chống biết bao nhiêu, được hay sức độ mau siêu phạm trần. Tuy có được tinh thần bác ai, cũng nhớ nên tượng giấy Di Đà. Kỳ này có Phật ấy qua rước, về Cực Lạc ngồi tòa Kim Liên. Cõi ấy chẳng nào phiền đau khổ, tuổi sống lâu vô số vô biên. Muốn chi thì được có liền, thân người nào cũng bằng sen hóa thành. Cõi ấy vốn trọn lành trọn tốt, cõi ấy không ai chết ai già. Thường ngày có Đức Di Đà dụng thần thông hóa hiện ra muôn hình, người nào cũng quanh mình đều sáng. Ai cũng đều viên mãn thần thông, đường xa muôn dặm tây đông, những đi chỉ mất độ trong phút giờ. Người cõi ấy thường trưa mỗi bữa, đi cúng dường Phật ở khắp nơi. Đi về trong buổi ngõ thời, người nào cũng muốn thỉnh lời Như Lai. Nên ai cũng đồng giai Bồ Tát, không người nào xa lạc phàm phu. Hạ quân kẻ phát tâm tu cầu, về Cực Lạc là đầu nhập môn. Mấy cõi ấy vốn người nhân thiện cả, ai muốn sang phải giả lương hiền. Cõi sen người phải như sen, gần bùng mà chẳng ố quen mùi bùng. Cõi lành kẻ dữ hung khó bước, Phật từ bi chẳng rước bất lương. Muốn về Cực Lạc Tây Phương, các điều hung dữ chớ dương điều nào. Lá dạ thì trước sau cũng đổ, để lá non thai nở trên cành. Hết đời trước kế đời thanh luật, đạo thai ấy đã dành từ lâu. Thuở xưa quả địa cầu rất tốt, đất bằng vàng thảo mộc bằng châu. Người nào cũng rất sống lâu an vui, chứ chẳng khổ sầu chi đâu. Người nào cũng dung nghi tốt đẹp, ai cũng đều hiền đức thông minh. Nhỏ lần cho đến hiện tình, lòng người qua xấu địa hình qua dơ. Đến lúc phải ban sơ lập lại,
khó tránh ngài có đại biến gì. Chính là cũng một cuộc thi, ai rơi ai đậu trong kỳ này đây. Đức tiếp dẫn kỳ này cũng tới, rước hiền nhân thế giới ta bà, đem về Cực Lạc Di Đà, dứt đường sanh tử lánh xa hồng trần. Ba tánh nhớ tu thân lập hành, nam nữ cần cái chánh chữ tà. Lóc lừa trắng ngay nổi ra, có thần che chở cho qua tai nạn. Thiếu đạo đức sắc gan cũng chạy, thật hiền lành bới cải không trôi. Luật kia đã định sẵn rồi, lạnh thời tồn tại giữ thời tiêu tan. Ngoài pháo đốt tất gian tiếng nổ, quả gây ra thì khổ hại thân. Cũng nên xét kỹ xa gần, cho hồn khỏi đọa cho thân khỏi đài. Hồn bị đọa khó khai ngộ được, thân bị đài khó vượt lao lung. Dẫn nhau đi tới đường cùng, thân trầm thêm tội, hồn trầm thêm mê. Thế thảm rồi rồi kế thế thảm tới, ma cũ đi ma mới hiện vào. Lúc nào biển cũng sống sao, chúng sanh chẳng có lúc nào đứng yên. Phần lớn bị bạc tiền mờ tri, ít ai mà chủ trị được tâm. Nghèo thì bị bác làm câm, giàu thì bị của giam cầm chung thân. Xưa nay chúng không cần như thế, hơn thua nhau chỉ kể đồng tiền. Dòng đời xuôi ngược đảo điên đều, do cái thứ bác tiền mà ra. Thứ tiền bạc người ta tạo nó, rồi người ta lấy khổ vì tiền. Không tiền nói phải cũng điên, có tiền nói quấy cũng thiên người ừ. Trâu bò thì bị người xỏ mũi, người bị tiền bạc cởi trên lưng. Trâu bò chỉ khổ xác thân, người thì xác thịt tinh thần khổ luôn. Khổ đến chết chưa buông được nó, mà nhiều người lại đó làm vinh. Tiền xem trọng nghĩa xem khinh, ngày nay thế giới chỉ tin đồng tiền. Tiền là bạc không yên một chỗ, nay tay này mai ở tay kia. Người thường vì nó rẻ chia, gây ra máu đổ đầm đìa khắp nơi. Chủ được nó là đời hạnh phúc, mà nó chủ mình là mất tự do. Làm ra để giúp để cho, chứ gom góp để bo bo giữ đời, đem giúp đỡ cho người chẳng mất. Cứ bo bo giữ cất không còn, vật mòn biết dụng không mòn. Tiền đừng nên bạc, nên tròn nghĩa ân. Ham tiền bị hư thân lâm kè, mến bạc nhiều người nhẹ gia danh. Gái thì ban mất tiếp trinh, trai thì trộm cướp hoặc sanh gian hùng. Thân cho mấy khi lòng mến bạc, tình thân kia cũng nát như tương. Tự mình bốc chết tình thương, mà không sáng mắt bởi dương động tiền. Tiền dùng đúng tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc ác hơn ma.
Phật ma cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri. Nhiều tiền kiếp mâu ni giàu có, bạc tiền đâu làm khổ được ông, mà là nhờ có tiền đồng giúp ông bố thí khắp trong dân lành. Đó là một trong ngàn công đức Phật Thích Ca chưa chất từ xưa. Dùng tiền như hạn cho mưa biển non đo cũng chẳng vừa đại ân. Phật xưa cũng sát trần cõi tạm, ngài cũng tình cũng cảm như ai. Thế mà ngài chứng Như Lai, nhờ lòng bố thí nhờ hay nhân từ. Phật làm thế này người cũng thế, tất nhiên là ngồi kế Phật ngài. Nhớ câu trọng nghĩa hơn tài tiện tài, chớ để nó sai khiến mình ai có của. Bị khinh cũng mặc, đừng vì tiền gai gắt với ai. Có ra thì đỡ xây xài, không thì nhịn chịu chứ cay đắng lòng. Nghèo nhớ giữ lòng trong sạch già, giàu đừng quên bố đức thi ân. Có dư chứ hưởng riêng thân, nên cho kẻ khác lấy phần ấm no. Được như vậy được khó công đức, sống đời đâu khổ cực dĩ đời. Trong tâm thường được thảnh thơi, tuy trong cõi tục mà đời thần tiên. Tiên với tục dính liền mặt trái, để vậy phạm lộn lại là tiên. Cũng thời sử dụng đâm tiền, người lo quần chung kẻ riêng lo mình. Lo quần chúng là tình tiên Phật, lo riêng mình là chất phàm nhân. Tình tiên Phật hết trầm luân, chất phàm nhân tất còn thân luân hồi. Phật phàm có thể thôi đâu khó, làm hay không việc đó tại người. Người đâu bông đó không rời, ngoái đầu ngó lại mặt trời thấy ngay. Xưa ma đó bỗng nay Phật đó, cây với thuyền nào có xa nhau. Khéo tay môi móc ghép vào, thì cây nên được thuyền tàu khó chi. Chúng sanh chớ bỏ đi tự lực, mỗi người nên lấy sức của mình. Phàm tình đối lại thánh tình, tự mình sửa lấy lòng mình hơn ai. Chớ ỷ lại kẻ ngoài cứu vớt, phải tự mình tìm cách thoát ly. Thật tâm tự độ mình đi, tự nhiên có Phật hộ trì khỏi lo. Không tự độ muốn cho Phật độ, khác nào như đất bỏ không trồng. Ví dụ mưa xuống ngập đồng, trái bông cùng chứ có hồng xanh ra. Biết tự trị tất là tự độ, làm lành còn giữ bỏ không làm. Dù cho lòng rất muốn ham, nếu làm việc quay cùng cam nhịn chừa. Muốn thì cứ làm bừa không xét, trong mười điều không biết chín điều. Muốn điều lành chẳng bấy nhiêu, muốn điều hung dữ lại nhiều gấp mười. Cho nên mỗi một lời muốn nói,
hoặc trước khi muốn khởi việc làm. Phải cần hỏi lại lương tâm xét coi việc có lỗi lầm hay không. Gặp việc khó thấy lòng bối rối, riêng mình không hiểu nổi giả chân, nên tìm hỏi bậc hiền nhân, chớ nên nhắm mắt đưa chân đi càng. Lỗi với người khó toán chuộc tội, lỗi với mình sửa cái dễ đâu. Lỗi thân thân chịu dài dầu, lỗi lòng lòng chịu âu sầu mê mang. Thân lao khổ bất an trong già, lòng âu sầu thân thể mòn hao. Không âu sầu chẳng khổ lao, lòng đừng để một phút nào rời thân. Phải tu luyện tinh thần sáng suốt, cần dưỡng nuôi hạnh đức đủ đầy. Cây công uống mãi cùng ngay, người hư mây cố sửa hoài cũng nên. Học hỏi vốn là nền tri thức, sách kinh là cái nút tâm linh. Cần học hỏi đọc sách kinh, giúp cho sức hiểu của mình rộng ra. Lành kem trí như nhà thiêu cửa, hiền mà ngu như ngựa cái mù. Hiền minh chớ để hiền ngu lạnh, thì lành trí chớ tu xuống lành. Tu có hành giá danh châu báu, tu không hành tiếng nhạo đã chai. Tu hạnh cần được cả hai, trong hai thiếu một chẳng xài vào đâu. Chớ học nói ít câu hán từ, tự cho mình hay chữ lá lầm. Chữ đâu nghĩa đó cho thâm, chữ không hiểu nghĩa như câm khác nào. Đức không tài như dầu thiếu lửa, tài thiếu đức như ngựa không cương. Đức tài có đủ hai phương, lửa dầu gồm đủ ngựa cương sẵn sàng. Đạo có hạnh mới rằng học đạo, tu không hiền ai bảo là tu. Cửa thiền nay quá mờ lu, do người giả đạo dối tu phần nhiều. Đạo không hành là tiêu diệt đạo, tu làm hung là đạo ngược tu. Mù còn có thể hết mù tội, lường gạt Phật dễ dầu gì tiêu. Tội vô ý còn nhiều chỗ thứ, tội cố tình luật sự không tha. Nếu tu không được thì ra, chớ mưu lấy đạo làm nhà buôn dân. Tạo ngu dại hưởng phần ngu dại, làm ác gian lành cây ác gian. Chạy trời sao khỏi nắng chán, hại người mù tất phải mang kiếp mù. Thù người bị người thù khó trốn, tổn hại người người tổn hại mình. Nhân nào quả nấy công minh, người trong hạ giới chớ khinh lưỡi trời.
con ơi Phật lập lời nói trước, đời hạ quân vô phước thì nhiều. Nghiệp mê không những khó tiêu hòa, sầu trái lại dễ chiếu vào mình. Việc trả bao rất nhanh khó tường, sớm gây thì chiều hưởng không lâu. Thần minh tuy chẳng thấy đâu, nhưng mà mọi việc đều tâu ngọc hoàng. Tội đền tội bát vàng khó chuộc, phước thì là gặp phước khỏi lo. Công bằng ngọc đế cần cho, mãi lòng không lọt chớ lo sai lầm. Vừa mới nghĩ trong tâm chưa lầu, nhưng thần minh đã rõ dữ lành. Sức thần hiểu biết rất nhanh, phàm gian chớ có vọng sanh điều tà. Điều tà mắc vô là chỉ nghĩ, sống cũng làm tâm trí lu mờ. Khởi ra ý xấu ban sơ, diệt liền chớ để dây dưa lâu ngày. Ý nghĩ xấu kéo dài bao độ, hành động ta càng lỗ bấy nhiêu. Hiểu rồi cương quyết trừ tiêu, chớ nên tha thứ nuông chiều vọng tâm. Vọng tâm nếu chẳng làm yên lặng, ví dụ ngồi bên cạnh Phật đàn, cũng không hề được thấy ra bị tâm vọng nó làm lòa mắt đi. Tâm vọng rất làm nguy hạnh đức, người tu hành chưa dứt vọng tâm. Như ôm rắn độc mà nằm thân kia, không biết hòa lâm lúc nào. Tâm vọng dứt mới vào cõi Phật, vọng tâm còn khó nhập niết bàn. Vọng tâm là gốc mê mang chúng sanh, vì đó sáu đàn chuyển luân. Lúc niệm Phật tâm thần sao xiên, khi tham thiền lười biến mỏi mê. Thấy trong đầu óc nặng nề ấy, là ma nghiệp vô về đầu tiên. Nếu ý niệm để nghiêng theo nó, thì đạo tâm từ đó lần phai. Đến khi tới trước Phật đài, mà tâm vẫn loạn là ngày nguy cơ. Phật không phải chỉ thờ lấy gì, thờ Phật là biểu thị lòng tin. Lòng tin càng được chắc dình càng cao, đức hạnh càng bình định tâm. Không thờ Phật mà thầm tin tưởng, hơn thờ mà bỏ luôn không tin. Có tin mới biết sửa mình, không tin đâu bỏ hành trình xấu xa. Tin là mẹ đẻ ra ngôi Phật, tin là thuyền cứu vớt chúng sanh. Có tin thì mới có thành, thiếu lòng tin tưởng tu hành sao nên. Tin tưởng mạnh tất bền ý chí bền thì dĩ quả nên. Không tin thì chỉ không bền chí sẽ không nên đạo màu. Biết
càng khó càng sâu tinh tường. Tinh tường sâu thì chướng ngại tiêu, tinh là thứ phép cao siêu, sẽ làm như ý sẽ tiêu ma tà. Tin tưởng Phật thì là gặp Phật, tin tưởng ma thì gặp quỷ ma. Chữ tình đối với người ta rất nên quan trọng, lửa mà tin theo. Tin tưởng vốn là điều cần thiết, nhưng phải nên suy xét kỹ càng. Chánh đường khi thấy rõ ràng, chừng ni sẽ đắc lòng vàng tin theo. Tin dễ dãi thường gieo ân hận, tin bướng càng lầm lẫn phẫn nhiều. Không tin thì đạo không siêu, dễ tin quá cũng chẳng tiêu nghiệp trần. Dễ tin tất tâm thần dễ đồng, dễ động tâm dễ mong sự trần. Sự trần dắt được tâm thần, khác nào như bị thọt chân vào cổng. Sức tự chủ đã không còn nữa, quyền hành do sao đưa giặc trần. Tha hồ thỏa mãn nhục thân tâm hồn, cứ thế mê dần đi thôi. Mạng sống chỉ là mồi thị dục, tâm hồn thì lệ thuộc xác thân. Lái quay ở giữa ngục trần, lúc nào cũng sợ tử thần đến kêu. Giàu cũng sợ mà nghèo cũng sợ, chủ cũng lo mà tớ cũng lo. Những người chức trọng giàu to, vấn đề chết chóc sợ lo hơn nghèo. Nhiều ham muốn thì đeo nhiều khổ, vọng tưởng luôn đâu có yên lòng. Kẻ thì tôn của người công, kẻ dùng tài sức người dùng tâm tư. Lo đến chết không như ý được, hết muốn này đến lượt muốn kia. Mồ hôi nước mắt đầm đìa, mà lòng ham muốn nọ kia chưa vừa. Kẻ được sớm thì chưa lại chết, người chiều nên bỗng mất sớm đi. Lúc còn trẻ lại ngu si, chừng thông minh được là khi đã già. Nhân loại chẳng ai mà thuận cành, chúng sanh không ai rảnh trong lòng. Thế mà chẳng việc nào xong, chết rồi mà vẫn còn lòng nuôi theo. Bởi tiếc nuối giàu nghèo thương ghét, bởi tạo ra các nghiệp tiền trần. Nên sau khi đã bỏ thân đi, theo nghiệp mấy chuyện luân lại liền. Nghiệp lôi cuốn như ghiền bình rượu, khi thèm không ai rủ cùng đi. Hôm qua say ngủ ly bì, bữa nay say nữa dễ gì bỏ say. Nghiệp thế phải đầu thai cõi thế, mến trần thì sanh đẻ nơi trần. Quả sanh vì bởi có nhân, nếu nhân không có quả sanh bao giờ. Trước cũng bởi vì nhớ bận thế, nay mới rơi trong bể hỏng trần hiện thời. Nếu chẳng tu thân sau này, khó tránh khỏi phần đầu thai.
Tùy theo nghiệp mong dày đã tạo, mà trí ngu bần phu khác nhau. Nhưng dù khốn dại nghèo giàu, vẫn già vẫn chết vẫn đau khổ đời, những cái khổ hồi thời quá khứ. Người đã quên thành thử không ghê, thật ra là một tràng mê từ hồi vô thủy kéo lê đến giờ. Biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thăng tiên khi rất lại phàm. Lúc người lúc thú làm nham, kể sao hết cuộc thân trầm tiền thân. Khi thì phú khi bần tốt hàng, lúc ấm no lúc chẳng áo cơm. Khi ngói gạch khi lá rơm, lúc thì quan tương lúc làm tù nhân. Kiếp thì bị treo thân lủng lẳng, kiếp thì ngồi trong cẳng ra quay. Kiếp thì chết chẳng chôn thay, kiếp thì tông tán chật ngoài chật trong. Khi thì xác trôi sông chập chà, khi thì thấy tan rã giữa đồng. Kể sao hết chuyện não nồng, của tiền kiếp khách trần hồng đã mang. Kiếp làm gái chịu đàn đẻ chưa, kiếp làm trai con vợ đùm đầy. Khi thì trọn kiếp phu thê, khi thì bươm chán ông che giữa chừng. Có khi bị cùi phun sủi bài, có khi thì điên dại mù câm. Sống không nhà cửa ăn nằm lang thang đàn phố, xin ăn qua ngày. Có kiếp bị bọn trai lừa gạt, có kiếp thì bị thác vì tình. Kiếp thì làm đi bán mình, kiếp thì cố quạnh trong tình cấm cung. Khi thì được anh hùng giáng dồi, khi thì mang lấy tội phản thần. Lúc thì quý tở vàng cân, khi thì rẻ nát còn hơn con dòi. Kiếp thì được người coi vua chúa, kiếp thì ra thân đứa ăn mày. Mới cười cây khóc chúa cay, cứ như thế đó đổi thay không ngừng. Như lời nên vừa phân đoạn trước, giàu nghèo do tội phước mỏng dày. Không cần phải hỏi nơi ai, tự mình suy cũng hiểu ngay. Thế nào kiếp trước mở hồ bao bố thí, nên kiếp này địa vị giàu sang. Kiếp này bọn sen tham gian, kiếp sau đói khó nghèo nàng tả tơi. Nghiệp dâm đảng sanh nơi đỉ điềm, nghiệp rượu chè sanh chốn tửu lâu. Nói sơ kệ chẳng hết đâu, nghiệp đâu sanh đó khó hầu đi sai. Mới kiếp trước ghét cay ghét đắng, kê kiếp sau làm bạn làm chồng. Luân hồi lộn bảy cõi hồng, khi cha khi mẹ khi chồng khi con. Mới đời trước đánh đòn đứa ở, kế đời sau làm tớ bị đòn. Chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn mạnh, thì nợ trước yếu tồn lại sau. Cuộc luân chuyển chừng nào mới hết,
đều chúng sanh còn kết dây oan. Ở trong ba cõi sáu đàn như là giữa bãi chiến tràng khác chi. Người biết giúp người thì ít có, người hại người thì số vô biên. Tranh hơn ở kiếp hiện tiền quên rằng tội ác còn truyền hậu lai, danh không chánh chỉ gây hậu hoàng. Lợi bất nhân hưởng chẳng lâu dài, vui nay để chịu khổ mai mà không nghĩ đến đời nay nhiều người. Nay đắc thế chê cười hèn yêu, mai thất thời phải chịu cười chê. Đời thường nay tướng mai hề, cho nên hiếp đắp nhúng chày một ai. Lúc mạnh khá nhớ ngày yếu giờ, khi giàu đừng quên thuở bằng cùng. Ở ăn giữ mực trung dung, sống không kẻ oan, chết không người hờn. Kẻ đã hiểu đâu chân đâu mì, khá khuyên người chỗ mỹ chỗ không. Chưa làm chí tính trong lòng cũng là ảnh hưởng chứ hồng tính gian. Thường nghĩ tốt có thần phúc hộ, hay tưởng rằng bị quả thần theo. Quả thần theo tất nạn eo, được thần phúc hộ thì tiêu tai nạn. Lòng giả ác có màn tôi phụ, tâm tánh lành có lưới sáng bao. Mắt thần khi ngó nhìn vào, tức thời biết rõ người nào hiền hung. Màn tôi phụ ma nung quỷ dục, lưới sáng bao thần chúc Phật ban. Quỷ ma nung dục thì tàn Phật, thần ban chúc thì an lạc đời. Lòng lành giữ lộ nơi chân tương, khách nữ nam đừng tưởng nằm yên. Trong tâm vừa muốn mưa phiền, thì là ngoài mắt cũng liền kéo mây. Phàm thấy sắc tướng ngoài còn biết, thánh xem còn thấu triệt đáy lòng tâm không. Mà chẳng phải không mười phương chư Phật đều trông thấy rành. Tâm đổi dạng khi lành khi dữ, tâm biến thành lúc thu lúc người. Ấy là tâm vọng của đời, nó thường theo cảnh mà dời đổi luôn. Tâm vọng ấy nếu còn vọng mãi, thì chúng sanh còn phải chuyển luân. Vọng tâm nếu được lặng ngưng, phàm thân trở lại thanh nhân tức thời. Gốc tâm vọng gió nơi cảm nhiệm, thói quen ưa đã chiếm trong lòng. Lúc nào cũng muốn cũng mong, trong tâm đâu có vắng không lúc nào. Thường vì quá ước ao thèm khát, nhiều khi gây thành giấc chiêm bao. Lỗi lầm lúc thức phạm vào, đến khi ngủ cũng chiêm bao lỗi lầm. Khi người để vọng tâm chi phối, thì tinh thần mệt mỏi tối đen. Chỉ làm theo cái thói quen xấu xa, cũng mặc để hèn cũng thấy. Thói quen khiến thường hay vọng tưởng, chưa vừa lòng vẫn muốn chưa thôi.
thêm đời nhiều thứ cuốn lôi cạn làm y muốn con người nhiều thêm việc phước đức không thèm muôn đến. Sự tà gian cứ mến theo luôn xấu xa chẳng biết hổ buồn biết bao kẻ bị điên cuồng lợi danh thay sắc đẹp động tình muôn lây. Nghe lời tỏ mong chạy đến dành của ai thấy cũng mong manh đến như của mẹ cha mình còn tham cậy quyền thế lấy ngang lắm kè dùng trí khôn chia sẻ nhiều người muốn cho lấy được không thôi dù ai oan ghét che cười cũng trơ biết rằng quấy không chừa chẳng bò hiểu là sai cứ mó vẫn đeo cố tình tội lỗi rất gieo lòng tham muốn lấy hiểm nghèo vô biên lời lành có người khuyên không nhớ việc giữ không ai trỏ chẳng quên thói quen từ trước nổi lên thường nghiêng theo dữ ít nghiêng theo lành sự cảm nhiễm kết thành nhiều kiếp cho nên khi gặp dịp nở liền ngày nào kiếp trước đã chuyển kiếp này ngày ấy người liền hiểu ngay luân hồi có khi dài khi ngắn có khi em vừa chết đặng ít ngày thì liền bị dắt đầu thai làm người trở lại nhớ ngay kiếp người nếu bị nghiệp sanh nơi cầm thu sống theo loài rừng rú ngu đần sao dù trở lại nhân thân dễ quen tánh thú nhiều hơn tánh người những tập quán hồi thời quá khứ nếu như không cơ hội chạm da thì là khó nổi nhớ ra thói quen nằm mãi trong nhà nghiệp duyên nếu ma quỷ sanh lên nhân loại dễ cảm theo cái thoái quỷ ma chánh đường nếu chẳng sống ra thì là dễ bị đường tà cuốn lôi đã sanh được làm người đất quy thường được nghe giải chỉ tu hiền gần đường về Phật về tiên không tu sao có trở lên làm người để sanh lạc vào nơi cầm thu không được nghe khuyên nhủ lời lành thì không được biết tu hành tất còn chịu kiếp tử sanh lâu dài nạn ấy lớn hơn tai nạn khác cũng là điều hình phạt tối cao để cho cửa thú lọt vào giấc mê dài biết ngày nào tỉnh ra với ma quỷ cũng là đại nạn kiếp sống như là ráng là mây tiêu tan chẳng có hẹn ngày thường cam đôi khác vẫn gây trong lòng tanh oan ghét đã sống cực độ nên thường gây đau khổ cho người không kiêng Phật chẳng kể trời khiến cho nghiệp ác càng bồi thêm cao xưa kia có một trào vua nọ có một ông quan võ bất lương mỗi lần đi đến thôn hương bắt dân làng phải nộp lương nộp
tiền, bò heo có phải khiến đến nạp. Cô gái xinh phải dắt tới hầu, bắt dân làm giết ngựa trâu lốt, thì bị giết bị tù thảm thương. Gấp già cả không nhường không kể, thấy tăng sư chẳng lễ chẳng chào, rất là ngạo mạn tự cao, không tin nhân quả chẳng nào tuần hoàn. Một hôm nọ sau cơn yến tiệc, bỗng nhiên ông thổ huyết chết đi. Sanh làm ngạ quỷ tức thì mắt mày xấu xí dị kỳ hình dung, cổ quá nhỏ vật không nuốt chài. Bụng thì to bằng cái bụng trâu, ngày đêm đói khát buồn rầu vất vơ chẳng có chỗ nào ẩn thân. Cơm vừa đúc tới mồm thành lửa, nước ngấm vào miệng quá dầu sôi, làm cho phồng lưỡi cháy môi, chịu điều đau nhức tanh hôi suốt đời, trả quả lúc làm người tiền kiếp. Nhưng thường không được biết tỉnh ra, ôm lòng oán hận sâu xa, càng làm cho kiếp quỷ ma kéo dài. Con ơi lấy chuyện này để biết, những hành tung tiền kiếp mất đâu, làm cho thiên hạ đau sầu, là gây hậu quả độc xấu cho mình. Quan ấy lúc sanh bình oai khi, khi thoát rồi làm quỷ đói đau, người đời thử nghĩ thế nào, có nên ham thứ hùng hào ấy không? Chỉ một lúc thỏa lòng ham hô, mà để cho đau khổ muôn đời, là điều nhân nên nhịn con ơi. Ăn quen khó nhịn, nhịn thời cũng quen, có quả báo nên khuyên hướng thiền. Không đau đầu ai khuyên trừ tà, chết rồi tội mới thấy ra, chừng ni có hối cũng là muộn thay. Chỉ sơ lược một vài nhân quả, cho người đời nhớ có trả vai, để mà uống nắng cho ngay ngõ hầu, tranh cái hậu lai bất lành. Phải sang suốt cứu mình thoát khổ, đừng ngu mê tông tổ lấy sầu. Nếu mình tu đắc đạo màu, tổ tiên cha mẹ cũng chầu Như Lai. Trời một mặt sáng đầy thiên hạ, cầu một cây đưa cả muôn người. Tu là việc lớn con ơi, cứu cha mẹ được độ người cũng xong. Cái quân hà đã hồng sắp rụng, mi mau chọn nơi gieo giống trường xanh. Mê đời cặn bã hối tâm hại mình, thì có cứu mình thì không. Đời chém giết vì lòng ghen ghét, đời lưu manh vì việc tham lam. Có rồi mà vẫn còn ham, ham tài ham sắc ham làm công danh. Thấy người được còn mình không được, xô đẩy nhau bắt chước cho hơn. Thường tranh cạnh việc bất nhân, là đời hiện tại gọi tân phong trào. Quá vật chất quơ vào bất kể,
quá xa qua tội lệ không kiên. Đua nhau cướp lợi tranh quyền ấy là thế giới kim tiền ngày nay. Con cái chẳng đói hoài cha mẹ, vợ chồng không gìn lẽ ái ân, bội thầy phản bản lừa dân. Cảnh này đã diễn xa gần thiếu chi, chẳng đạo lý hơn gì chui hát. Không luân thường nào khác heo tơ, chuối không ruột chẳng ai nhờ heo. Lo ăn ngủ để chờ phân thay, đạo lý chẳng khác cây thước mộc. Luân thường như là chốt giới đinh, thước không là khó ráp thành chốt đinh. Nêu thiếu thì hình rã mau, đạo lý trọng thế nào đủ biết. Luân thường là cần thiết dường bao, ở đời bất luận người nào. Nên gìn đạo lý nên trao luân thường, người hơn vật biết đường đạo lý. Người giá cao nhờ nghĩ luân thường, dù cho thông thái phú cường. Nếu không đạo lý luân thường đáng khinh. Kẻ chỉ biết lo mình vinh hạnh, mặc cho ai sống cảnh khốn nạn. Người đừng tưởng thế là ngoan, gặp khi tối lửa tắt đèn kêu ai. Giữa nhân loại có dây quan hệ, việc lớn cho đến bé nhờ nhau. Trong đời bất cứ hạng nào tự mình cung cấp không sao hoàn toàn. Ngay như cái thân đang sống đó, được sanh ra nhờ có mẹ cha. Những điều phụ thuộc khác ra là nhờ tất cả người ta giúp vào. Ơn cha mẹ làm sao chẳng nhớ, ơn mọi người há nỡ đành quên. Dù sao cũng ráng đáp đền, mới không hổ phận sanh lên đi làm người. Được lành chứ khinh cười kẻ rách, được sang đừng kêu cách người hèn. Không nên phân biệt là quen, thấy ai mắc nạn nên chen giúp giùm. Mình được sống thì cùng người sống, mình được vui giúp chúng đồng vui. Ở ăn mật thiết với người sự thơm tho ấy còn mùi nào hơn. Cuộc sống của thế trần hiện tại cũng cần nên sửa cái như trên. Giàu nghèo nâng đỡ nhau lên, bỏ đi cái lối sống riêng cho mình. Ai cũng biết mở tình rộng rãi, nạn dân nghèo sẽ giải quyết xong. Những điều cướp của lường công không còn nghe thấy ở trong xóm làng. Tình bác ái người càng biết rộng, cảnh thái bình càng chống hiện ra. Nếu tình bác ái còn xa, thái bình cảnh ấy cũng là còn lâu. Những gì chúng đang sầu khổ nhất, không nói ra cũng được biết rành. Thiếu no ấm thiếu hòa bình là điều thế giới hiện tình thiết tha. Kẻ chỉ thiện nhìn qua thế sự, không khỏi lòng tư lự đau buồn. Dân sanh rối tợ chỉ còn chưa sống nhân quả cái đường thiên tai. Mới lục bảo chỗ này chưa dứt, kế xảy ra động đất
chỗ kia. Đói đau chết chóc chia lìa nhân sanh, đang lúc đầm đìa thiên tai nạn trời khắp đông tây gieo rách. Thêm nạn người nam bắc hoành hành, chỗ này chưa dứt chiến tranh kê, nghe chỗ nọ khởi hành binh đau. Thảm vì khổ kể sao cho hết, sống khó khăn còn chết dễ dàng. Nhìn vào khắp cảnh nhân gian lao đao, chẳng khác như thoảng gặp giông, nêu kẻ có tấm lòng bi mần. Không khỏi lo cầu khẩn hòa bình, thương người như thể thương mình, không hề muốn diệt đau binh khốn nạn. Qua thế giới sắp tàn mai mốt, mấy bướm ông còn chăm đốt mỗi ngày. Giết nhau nếu chẳng dừng tay, sẽ làm mạng sống nhân loại ngắn thêm. Nên tha thứ chứ hềm thù nữa, hãy nhất tâm đừng ở hai lòng. Giúp người người sẽ trả công, hại nhân nhân hại chứ hồng hại ai. Sự báo ứng đời nay rất chông, quả đã gieo sắp rụng tới nơi. Trốn người chớ khó trốn trời, chết thì chịu chứ phạm nơi tội tình. Con ơi cảnh bình minh thấy được, phải trải qua một cuộc tối đen. Ngủ quen còn thức không quen, hồn đi theo lớp tối đen nhiều người. Kẻ tỉnh được gặp trời sáng tỏ, người mê luôn theo lộ âm cung. Thử ra mới biết hiền hung không đem, chọn lọc tiên đồng như nhau. Chưa gặp lửa vàng thao một sắc, đốt ra rồi hai chất khác nhau. Vàng thì trước cũng như sao, còn thao thì lại sắc màu đổi luôn. Khi thành lắm người thương kẻ mến, lúc suy không ai đến ai thăm, dễ dàng thay đổi lương tâm. Nhìn vào thế thai ngán ngầm lòng son, lúc mới mẻ thì còn hâm hờ. Khi cũ càng chẳng ngó ngãn vào lòng, người phai lạc rất mau tu hành như thế chừng nào cho nên. Cần phải biết ân đền nghĩa trả, cần phải gìn chi cả lòng son. Nguyện tu thì phải tu tròn mắt, dù sống chết mất còn chẳng nao. Đạo cao có chỉ cao tương xưng, như buồm to gió lớn thổi xuôi. Đường về mau chóng đến nơi, móng tay chưa nhọc là ngồi tây phương. Gặp đạo cả căn trường nhỏ hẹp, như ruộng to lúa lép đem gieo. Nhọc công nghèo vẫn còn nghèo, tu như thế rất khó siêu Phật đài. Ngọc nếu chẳng dội mài không sáng, tu nếu không cố gắng chẳng thành. Trong tâm khi được trọn lành, hốt nhiên trí huệ nơi mình hiện ra. Một khi thấy trứng gà khai mỏ, chẳng bao lâu sẽ nở gà con. Mẹ gà phải ấp cho tròn trứng kia, bỏ lạnh gà con chết liền. Tăng chung phải tham thiền đúng cách,
làm sao cho thông nhất tinh thần. Mắt tai mũi miệng ý thân đem về một chỗ thật chân như lòng. Làm thế chẳng phải trong chốc lát mà phải gìn cho được luôn luôn, đến khi như nước trên nguồn chảy luôn không dứt là đường đạo minh. Con ơi nhớ chặt gìn lẽ ấy, chẳng bao lâu sẽ thấy hiểu năng. Nếu còn nghĩ quay tưởng rằng chấp tay ngồi mãi không ăn thua gì, viết thành đạo không kỳ mau chậm mà do lòng đóng tỉnh khiến ra. Đóng còn thì đạo còn xa, tỉnh càng sớm được đạo nhà sớm thông. Đóng còn bởi còn lòng cảm nhiễm, về sự tu còn kém quyết tâm, mà đời chung dễ đến xâm. Có hơi đường mật rùi lằn mới bu, thiếu cương quyết khó tu đến chốn. Hãy đồng tâm dễ cuốn theo đời, phải như hoa nở giữa trời gió, hoa cùng mặt cột ngoài cũng thấy. Mạnh môi vốn là đầy rang năm, tuy nói làm lòng chẳng xiên sao. Minh minh bạch bạch lào lào soi đời, mà chẳng tốn hao dĩ đời. Lúc nào cũng như trời lớn rộng, khắp thế gian đâu cũng trầm bao. Nhưng không dương mắt vật nào, cổ kim thường tại một màu không không. Con ơi đạo tìm trong nào tri, chớ kiếm ngoài chân ly khó thông. Phật ma đều vốn tại lầm, đừng lầm tưởng ở bao đồng xa xôi. Nay không gặp thì mới cùng gặp, cố tìm cho thấy mặt mới thôi. Tâm trung nêu chẳng đổi dời, lửa tự trong cái bụi nhùi cháy ra. Đạo diệu chẳng ở xa chớ ngày, thật quay đầu sẽ thấy bên chân. Bước đi tới một bước dừng, bước cho mòn gót chẳng từng tới đâu. Tự mình phải xét câu thiện ác, việc nên hư cân nhắc cho rành. Nếu là những việc bất lành, tha đành chịu chết không đành làm theo. Không sợ việc đói nghèo rách rưới, không sợ điều mất lợi mất danh, mà là sợ nghiệp bất lành được lòng như thế tu hành rất mau. Con ơi biết nói sao cản lè, ở thế gian bài vẽ lắm trò. Cách này kiểu nọ hay ho, phận nhiều cảm bấy phải dò mà đi. Tội thường thấy phước thì ít gặp, thiện hiếm hoi còn ác dây đầy. Lãng tâm chỉ một phút giây, đủ làm tội lỗi lưu đài chung thân. Mới học đạo bước
chân chưa dừng thì phải cần năm cứng luật nghi. Nói làm bất cứ chuyện gì cũng cần lấy thước đạo nghị ra đo, lấy chân lý làm cơ bản chính, để biện phân lo tính không lầm việc còn mờ ám trong tâm. Chớ nên nói bướng đừng đem làm càng, nếu không biết thưa rằng không biết, còn biết thì cứ việc nói ra. Nói năng chân chất thật thà ấy là bản tính của nhà chân tu, tuyệt đối chẳng chấp câu nhân ngã, sự biệt phân cao hạ cũng không. Với ai cùng đối một lầm khổ thì cứu giúp vui đầm sớt chia, lòng tự ai thật lìa bỏ hằng. Ai hiểu lầm giận mắng không buồn, lúc nào cũng nhã nhặn luôn nhìn đời bằng mắt yêu thương nhân từ. Con ơi phải xử cứ như thế mới đúng theo kinh kể truyền khai. Đọc xuông chữ nghĩa bể ngoài hành tu không giữ như loài sao kêu. Kinh kể chỉ là nêu đường xa, đọc xong rồi phải khá mau đi. Hiểu thông mà cứ ngồi lì kể kinh không thể thay đi cho mình. Pháp tu có hàng nghìn muôn cách, chung quy là giải thoát mà thôi. Đi thiền đi bộ tùy người, miễn về đến chỗ được rồi ơi con. Xét theo đó chịu loàn đổ chúng, đèn hạ quân sắp lụng nay mai. Đạo màu cần phải rộng khai, để cho đời bớt nạn tai kinh hồn. Còn nhiều cuộc đất còn chìm sập, kẻ lâm còn đau rút đổ tan. Lửa từ dưới biển cháy lan, còn thêm lửa núi khổ nàng nào hơn. Bệnh ẩu tả xa gần lung lạc, bệnh cái ban hình phạt đó đây. Tai nạn khắp cả đông tây ấy là đỉnh mạng nhân loài từ lâu. Đời cặn bã tham sầu lắm chuyện, kiếp điêu tàn biến chuyển nhiều điều. Người càng giác ngộ bấy nhiêu càng đau xót, cái cảnh bọt bèo thế gian chỗ này mới vừa an ninh được. Kế chỗ kia nổi cuộc rối loạn, dân thường sống cảnh lầm than, nhìn đời lòng bắt chưa chan giọt sầu. Nếu người chẳng đồng cầu đạo đức, nỗi khổ kia còn chất chồng thêm. Trong lòng dân chúng không êm, thì làng sông khổ còn thêm trong đời. Một người quay xuôi mười kẻ quay, lỡ một lần dễ xảy hai lần. Trước khi làm nhớ cân phân, tránh lây hại chung tránh phần lỗi sao. Người phải biết gìn câu liêm sỉ,
người đừng quên giá trị con người. Phải gìn tư cách tốt tươi giàu nghèo gì cũng giữ đời sạch trong, cần xây dựng chớ để đồng phá hoài. Ráng tạo nên xã hội ấm no, bỏ đi cái lối ngào cò toàn dân nhất trí hẹn hò bình thanh. Già trẻ được kết thành một khối, xóm làng đồng chung lối từ hòa. Tất nhiên thành nước ăn nhà ngủ không đóng cửa cũng là không lo, ấy là việc đáng cho thúc dục, dù thần tiên cũng chúc thành công. Người nên cởi mở tấm lòng xây nền hạnh phúc đại đồng mau lên. Con cũng chớ nên quên việc ấy, cùng người trong tư hải nắm tay, phá tan xiềng xích nhân loài tâm hồn sang suốt xác thấy nó lành. Cố xây dựng trường thành đạo đức, cố khiêu lên ngọn đuốc từ bi, cho ai cũng biết đạo nghề để không còn muốn sự chi hung sùng, sống an lạc người không tội lỗi. Thác siêu thăng thế giới Phật Đà là nhờ đạo đức khiến ra, rất mong sanh chúng ta bà làm theo. Trễ một phút khốn nghèo một phút, bóng âm dương dùng dục bay qua. Nạn tai chết chóc xảy ra, trong lòng hoảng hốt khổ mà nhớ tu. Phật đã biết rõ câu sanh tử, Phật đã tường tận sự luân hồi. Cho nên Phật nói cạn lời, người nên xét kỹ để hồi hướng tâm. Không tin Phật chừng lâm quả khổ, bừng tỉnh ra đã bỏ xác rồi. Kế liền bị nghiệp cuốn lôi, về đâu nhớ được tiền đời ra sao. Xưa có một người giàu tột bực, nhưng trong lòng sâu mọt nhỏ nhoi. Của mình một điếu không loài, của người chúc đỉnh cũng moi móc về. Bắt tôi tớ nặng nề công việc, nhưng lương tiền kéo kiệt không cho. Tiền bao nhiêu cũng bỏ kho, ai nghèo mặc kệ không lo giúp giùm. Người giàu ấy lâm chung sau đó, liền đầu thai làm chó trong nhà. Thấy ai đến cũng sủa la, ngày đêm thường sợ người ta lấy đồ, lúc nào cùng ăn dơ ở bần, thường bị người đánh mắng không yên. Khi đau chẳng có thuốc men, đến chừng chết chẳng ai thèm cất chôn. Thế mà cũng chưa xong hết nghiệp, còn sanh lên chịu kiếp bần cùng, làm thân nô lệ tư tung. Cơm không no bụng, áo không mặc lành, bị nghèo khổ hoành hành đời sống, khiến cho lòng oán hận đủ điều. Sanh ra trộm cướp xảo điêu, làm cho nghiệp tội thêm nhiều hơn lên. Nghiệp trước hiện đang đền chưa hết,
đã gây thêm khổ nghiệp đời sau. Nối liền như xích buộc vào luân hồi sanh tử kiếp tiếp nhau không ngừng. Con ơi bắt dựng dựng chẳng nhỉ, thấy người rồi tự nghĩ đến thân. Nếu không xôm dứt hồng trần e không tránh khỏi chuyện luân như người đã nhiều kiếp. Dạo đời ra thế biết bao lần nay chê mai tan, vẫn còn lưu lại thế gian nghiệp xưa đâu phải nhẹ nhàng ơi con. Khuyên thiện tinh giữ tròn mối đầu, để kỳ này trực đáo Tây Phương. Không còn trở lại trần dương chiếu đường sanh tử sau đường mê si. Lời Phật dạy chạm ghi trong già, tử rèn lòng cho mở tâm linh để cho rộng biết rộng nhìn đâu tà đâu chánh phân minh rõ ràng. Trong người có hào quang sáng rực bị mê si che khuất từ lâu. Tinh thần cần phải nhiếp thâu mê si hết được ánh màu sáng ra. Ngồi chú niệm Di Đà Phật tổ, không riêng cầu tịnh độ siêu sinh mà còn cầu Phật giúp mình ngọn đèn thần tuệ sớm minh trong lòng. Ngày sau khắc vẫn không quên Phật, đêm năm canh thường nhắc Di Đà Phật trong lòng chẳng rời xa. Có ngày Phật đến giúp ta vừa lòng, phải thành khẩn từ trong tâm nào. Chớ lương khương lỡ đạo lỡ đời, tu thì tu phải đến nơi nguyện, thì nguyện được như lời mới ưng. Mèo rình chuột ngó chân không nháy, người bắn cung nhắm cái hồng tim. Nhớ rằng trong lúc ngưỡng chim bao nhiêu ý niệm phải im một chiều. Cứ như thế mà đeo đuổi mãi, từ rằng non hiện thấy thái dương. Hốt nhiên sáng cả lối đường, trên cành chim liễu bên giường hoa khai. Được diện mục bổn lai chân tánh, như ngủ mê vừa tỉnh thức ra. Nhận đâu thật cảnh thật nhà khác, hơn cánh mộng thấy qua vừa rồi. Khác gặp nước lòng người hớn hở, đói được cơm dạ kẻ hân hoan. Muốn tu có Phật dân đàn lại càng quý giá muôn ngàn ơi con. Dịp hiếm có ráng bòn công đức, gặp đạo màu gắng sức tu theo. Nghèo tiền đau hạnh chớ nghèo, sẽ làm cho kiếp bọt bèo đắng tiên. Bao nhiêu nghiệp tiền khiên cố trả, mặc dù cho nhồi qua cách nào vẫn vui lòng chịu không nao. Chỉ tu một kiếp bước vào đài sen, gió nhiều ngọn khó nhiên được lửa, giọng lắm điều khó mở được tâm. Lâu nay trong chốn thiền lắm tu nhiều thành ít bởi tâm giọng nhiều. Bị thị dục
réo kêu chịch, thêm ngoại trần ghẹo chọc liên miên. Dễ làm tâm trí ngã nghiêng, người tu cần giữ chủ quyền trong tâm. Cõi dục giới đã lâm vào đây, lòng dục thường đông đầy nhiều hơn. Tâm không làm chủ lấy thân, thường hay phạm tội tà dâm dễ dàng. Lấy tâm tranh dẫn đàn đời sống, theo luật kinh sử dụng việc làm. Người nào cánh lấy được kham đạo, làm sao trái đời làm sao hư. Học tánh Phật an cư lạc nghiệp, mà theo tâm phàm hoại kiếp khổ thân. Phàm là ngụy, Phật là chân, người nên học Phật chớ nên học phàm. Từ bi đôi bắc nam dẫn một, mi bác ấy không phân biệt màu da. Xem nhau như thế một nhà, khổ là lo cứu, vui là lo chia. Lúc nào cũng tràn trề tha thứ, dùng từ ngôn giải chỉ lẫn nhau. Mắt mày vui vẻ một màu, mất đường khó sánh ngọt ngào lời phân. Thấy đau ôm ân cần thăm hỏi, thấy nạn tai phân khởi giúp dùm. Ở ăn có thị có chung, ân tình sự vẹn hiếu trung làm tròn. Cha mẹ hiếu thì con cháu thầu, quan thanh liêm dân hảo hiền hòa. Quan quyền với kẻ mẹ cha, há không thận trọng việc nhà việc dân. Trước nên nhớ tu thân vẹn vẻ, sao sẽ ra sự lẽ với người. Mọi bề sẽ được tốt tươi, việc nhà việc nước việc người đều xong. Nếu ai cũng dẹp lòng ích kỷ, hành động chi cũng nghĩ đến người, thì đâu đến nỗi hại đời. Và mình cũng chẳng phạm nơi tội tình, cao quý ấy phải nhìn nhận đến. Lợi ích này phải tiến hành mau, đời người bớt nỗi khổ đau gian phi, giảm được hùng hào bớt đi. Hãy cố gắng duy trì mỹ tục, nên đồng tâm hồi phục thuần phong. Khắp nơi chợ búa ruộng đồng, gái trai cùng biết sống trong cương thường. Nền giáo dục cần trương mở rộng, sự học hành áp dụng toàn dân. Thị thành cho đến thôn lân, mọi người kiến thức mở mang đồng đều. Kẻ hữu trách cần nêu gương tốt, mà dân nên theo luật pháp ở ăn. Cả hai vật chất tinh thần, người trong xã hội cũng cần đổi trao. Bề gia giáo người nào cũng có, về nhân tình chẳng kẻ nào quên. Con người giá trị cao lên, ít còn thấy hỏng hư nền lý luân. Các việc ấy người cần cải thiện, để bớt đi những chuyện ương hèn. Tốt lành phải ráng đua chen, đáng làm chẳng đợi ai khen mới làm. Chòm xóm phải thường đàm đạo lý, bà con cần dẫn chỉ đường lành. Ấy là thường thức nhân sanh, đời người cần phải thực hành chớ quên.
con ơi mấy việc trên vừa kể, ai cũng là có thể làm theo. Không phân giới hạn giàu nghèo, mong sao già trẻ nhớ đeo trong lòng, nếu để mắt nhìn trong xã hội. Kẻ yêu dân chẳng khỏi não nùng, tinh thần quần chung rối tung, mạnh ai nay sống không chung tâm hồn. Nếu kêu gọi hương thôn nhất trí, mau chỉnh tu đạo lý con người, trao dội đời sống tốt tươi, người nào cũng biết thương người như thân, việc chẳng khó chỉ cần nỗ lực. Mọi người nên mỗi sức góp vào sự chi, cũng sẽ làm mau ví dụ muôn pha núi cao cho bằng. Nên đoàn kết dù rằng rất khó, chớ bỏ qua vì nó thiết cần, muốn gìn giữ được thôn lân phải nhờ lực lượng nhân dân hiệp vào. Người dù mạnh đến đâu đi nữa, không được lòng ủng hộ của dân, khác nào chiếc ghế lỏng chân, có ngày sụp đổ chớ không lâu dài. Ai chớ có ỷ tài ỷ sức, người cần nên có đức khiêm cung, đến khi gặp việc bí cùng sẽ là có kẻ khác giùm giúp cho. Biết nhường nhịn thơm tho đang mây, thoái ngộ ngang ai thấy chẳng buồn, cây công uống mãi cũng xuống, hùng hăng cố sửa cải luôn sẽ hiền. Con ơi ráng tùy duyên quá độ, dùng tiền nghi khuyến dỗ bá gia, đảo màu cứ phổ truyền ra, mười người tu được đôi ba cũng mừng, từ đạo Phật trùng hưng trở lại. Nhiều tăng sư đã phải hy sinh, Phật trăm ma quỷ gấp nghìn lắm, điều khảo đáo tâm tình người tu. Chướng ngại vật mặc dù đầy dây, không thể làm bãi hoại từ tâm. Nguyện ngăn lấp biển luân trầm khổ, là thường sự đâu làm lạ chi. Đã nói gốc từ bi Đức Phật, mang kể chi xác chất khổ đau, đập tan cánh cửa trần lao, là điều mong ước đã bao thở rồi. Nếu còn có một người nào khổ, còn ra tay cứu độ đến cùng, đã nguyện từ cái tâm trung, con nên nhớ đến chớ lầm lãng quên. Lời con thể động trên kim lầu, chư Phật đều nghe rõ tự lời, đừng quên nguyện ấy con ơi, sống pha cứu giấc khách đời đang mê. Làn sóng khổ tràn trề khắp chốn, người đang say cảnh mộng còn nhiều. Giấc mê kia phải làm tiêu, cho người mê ấy thấy điều thật ra, phận sự đó của nhà Phật tử. Phải hiến thân vào sự cứu đời, mỗi lần cảm hóa một người, bao nhiêu giọt máu mồ hôi đổ vào. Hẳn con đã trước sau hiểu rõ, chẳng còn nao chuyện khổ đến mình. Tình yêu khắp cả chúng sanh, Phật đã hiểu rõ hàng nghìn kiếp xưa.
thuyền bát nhã vẫn đưa đón mày, miễn khách trần khổ hải được qua, quảng trị năng táp mưa xa. Từ bi tình ấy đậm đà ơi con, tuy đã biết đường còn gai góc, vẫn không ngừng bước trước gian nguy. Đại hùng đại lực đại bi, kẻ chân Phật tử thường ghi trong lòng. Tâm hồn sánh hư không chẳng kèm, tình yêu dân non biển khó so. Phật cùng con đã hẹn hò, giàu sanh ra tử vẫn lo cứu đời. Thời quân hạ non dời biển đồi, bụi tận đời người cõi vật thay. Nhiều người không cánh mà bay, lạnh còn giữ mất lạ ngày này đây. Phong thần hội đông tây đại chiến, long qua trường lửa tuyến nhân từ. Bây giờ ai cũng xưng sư, chừng ni đâu thật đâu hư sẽ tường. Con ơi ráng dạch đường xa rồng, đưa hiền nhân khỏi cổng hùm beo. Quan chi những lúc nguy nghèo, bản vàng chiếm được sáu treo đẩy nhà. Viết gần chẳng phải là xa xắt, chuông từ mau đánh thức chúng sanh. Mau lo lanh giữ làm lành, chớ nên mê lợi mê danh mê tình. Tuy Phật có muôn nghìn phép là, không thể nào cứu gã hai lòng. Cho nên nay bưởi mây bồng, phải dình tuyết sạch giá trong tâm hồn. Thấy xa rộng càng khôn vũ trụ, nhưng mái trời bao phủ không ly. Nhân nào quá nay đúng y, người trong hạ giới chớ khi mà lầm. Nam nữ hãy hồi tâm hướng thiền, trẻ già nên tu luyện sớm chiều. Bao nhiêu nghiệp chướng trừ tiêu, đường về cực lạc dắt dìu nhau đi. Bỏ tất cả những gì bất chánh, quyết làm cho thấy cảnh diệu màu. Vẫn vui vào chốn biển sâu, miệng là mò được ngọc châu đem về. Cha là tướng con hề rất thèn, không được rồng cúng ráng kỳ lân. Xưa trần nay cũng còn trần há, không tuổi hổ với thần Phật sao. Phật thương chung khác nào con đò, mắt lúc nào cũng ngó đến luôn. Cố làm cho hết khổ buồn chúng sanh, bỏ Phật tìm đường khác đi. Ma phiền nào thầm thì đòi bữa, quý vô thường dòm ngó mỗi ngày. Quanh mình thù địch bao vây, thế mà chưa tỉnh giấc say hồng trần. Diêm Vương đã nhiều lần cảnh cáo, giảng kinh luôn chỉ bảo không ngừng. Nhưng mà sanh chung chẳng cần, cho nên thường bị tử thần hành hung. Phật trông thấy thêm lòng thương xót, đời hạ quân nhiều cách quá thân. Dốc lòng cứu độ chúng dân, đưa qua khỏi bến mê tân thảm sầu. Các Bồ Tát cũng đâu ngơi nghỉ,
khắp đó đây hiển thị đạo mẫu, dùng nhiều phương tiện khác nhau dạy cho ba tánh những câu bí quyền. Chúng sanh quá mộng duyên với Phật, nên cửa thiền cứ bước giãn ra, thiên đường lộ ấy càng xa, con đàn địa ngục ngày qua thêm gần. Mến thân chẳng làm thân trường cửu, vì thân mà hồn ngủ vạn niên. Thường cam chịu kiếp đảo điên thế, mà cũng vẫn còn ghiền trần gian. Nay cửa Phật mở toan ra cả, tiếng chuông lạnh dục giả hẳn ngay. Dù người có lắm mê sai, cũng bận tình đến học bài quy y. Thời mạt pháp là kỳ đại xá, luật tu hành chẳng khó sợ như xưa. Tại gia niệm Phật sớm trưa, cũng là được Phật đến đưa đón về. Người sẽ có liên quê đỡ gót, lại còn thêm lòng phép che thân. Lần này là dịp thoát trần, không tu thì chẳng còn lần nào tu. Sớm giải kiếp phàm phu nhục xác, sớm được thân Bồ Tát an nhàn. Muôn tu có Phật dẫn đàn, như quá sông được có thuyền kề bên. Con ơi nhớ đem truyền lời ấy, cho người đời xét lại thứ nào. Tu hành làm việc quý cao, cho nên ngờ việc hãy mau tu hành. Tám quy phải tâm thành cung kính, ngũ giới nên nghiêm chỉnh phụng hành. Thường lo niệm Phật làm lành, buổi đầu cố gắng giữ gìn bấy nhiêu. Kinh kệ đọc được nhiều rộng ly, mau định tâm thì trí mau khai. Lòng nên xét đến thượng ngài, nếu như phạm lỗi sẽ hay biết liền. Nên nghe những lời khuyên bạn tốt, mới thấy việc lành nên học làm theo. Con đường giải thoát cứ leo, mặt tình gai gốc hùm beo của đời. Không để phúc nào lơi đạo hành, cố tìm cho thấy tâm chân như. Pháp cho tan lớp quyển hư, chừng nào nghe tiếng Phật ừ mới thôi. Đạo chẳng ở đầu môi chót lưỡi, đạo tại tâm cô bới cho ra. Thiện nam tinh nữ gần xa, trong tâm có Phật ráng mà tìm xem. Trí phận tan cô đem kết lại, chủ tâm đừng để mãi phóng tâm. Loạn tâm thì việc dễ lầm, định tâm thì dễ tâm hiểu ra. Bị trói buộc dù là việc nhỏ, không thể cho thông thả hoàn toàn. Trong lòng còn chút đeo mang, thì còn chướng ngại trên đàn siêu sanh. Con ơi phải bình thanh tâm trí, như nước trong lóng kỹ mươi lần. Ai lai động cũng trong ngần, tất nhiên thấy mặt chủ nhân tại lòng. Chỉ có thế chớ không chi là ai, thật ra đâu nhọc nhà công lao. Quên đi chạy kiếm hơ hào, của nằm trong túi chớ nào đi đâu. Con ơi lẽ nhiệm màu ra năm,
gặp mối thì rối rắm gỡ ra, có trầm sẽ có nở qua, dòng tâm hết được thì là huệ khai. Kỳ xá tội là ngày mở rộng, bất luận ai tu cũng đắc thành. Không thành tại chẳng trọn lành, chứ không tại Phật chẳng linh đời này. Mau tu chứ nên gây thêm tội, rớt xuống rồi khó lỗi cho qua. Nếu không bị sâu nó ta thì là cột bắt khó mà toàn thấy. Nói sự thật không bài dối mì, tin hay không tự ý chúng sanh, mạnh ai nấy tự tung hoành mạng người như thể chỉ mành treo chuông. Trước mặt chẳng còn đường đi tới, sau lưng đầy lan xoáy chẳng ngăn. Thân không khỏi lũ rùi lần ấy, là đời kẻ hung hăng hiện thời. Chừng thó nán tin trời có mắt, bình thường xem mặt đất không ai, lúc nào cũng muốn dương oai. Người như thế ấy đời nay rất nhiều, nếu chẳng sớm học điều lương thiện, dễ gây ra những chuyện âu sầu. Riêng mình hãy chẳng nói đâu, còn làm người khác chịu sầu khổ chung. Phải kiếm cách mở dòng giải thoát, cả miếng ăn tấm mặt thượng ngại, cho đời sống bớt đọa đày, giúp cho tâm trí thành thơi phần nào. Kẻ mận thế lầm đau hay chẳng, người ưu thời có đắng đo không? Nhìn vào cảnh sống phần đông, kẻ dư bá bội người không một tiền. Nhà hữu trách ngồi yên sao nợ, nên tìm phương để gỡ rối dân, làm cho mực sống bình phân, có nhà cửa ở cơm ăn áo lành. Việc ngay đáng thực hành mau chóng, giải quyết xong đời sống nghèo nàn, tinh thần dân được mở mang. Hành vi đê tiện ngày càng bớt đi, dân đang muốn những gì trước hết? Là tự do, là viết sống còn ai, người yêu mến nước non, giúp dẫn sông được là tròn quốc gia. Nên để mắt nhìn ra một chút, mà nếu dân nghèo thì nước yếu đi. Ấy là một sự hiểm nguy, cần mau giải nạn hàng vi dân tình. Bỏ cái tánh lo mình béo bở, nợ dắt khô máu mỡ đồng bào. Phải lo giúp đỡ lẫn nhau, chớ thừa nước đục thả câu hại người. Tất cả việc tốt tươi nhân đạo, không riêng người tôn giáo lo làm, mà ai cũng phải gìn khám, để cho nhân phẩm người làm thêm cao. Con ơi, kể đến bao giờ hết những việc đang cần thiết hằng ngày? Tinh thần vật chất cả hai nhu cầu thường thức hiện nay của người quá đòi hỏi, khiến đời tranh cạnh quá thiếu, thì sanh tâm bất lương. Giữ cho cảnh sống bình thường là điều tốt nhất trên đường sanh nhai. Mỗi người phải góp tay nhau lại, tán trợ nhau những cái nhu cầu.
chớ nên chia áo rẻ bâu, phải thương nhau thể một đầu cha sanh. Người hãy để mắt nhìn loại môi, sức nhỏ mà đắp nổi gò to, là nhờ nó biết chung lo. Một con không thể xây gò mối cao, sức người mạnh gấp bao con môi. Nếu đồng tâm kết lại thành đoàn, ruộng đồng sẽ chẳng bỏ quan cảnh tình đôi rách lang thang không còn. Khi có việc quan hôn tan tê, lúc ốm đau sanh đẻ bất kỳ sẵn lòng giúp chẳng nể chi. Người nào cũng thế còn gì quý hơn, tạo không khí thôn lân hòa nhà, tô điểm nền văn hoa tốt lành. Ấy là hương vị nhân sanh, mọi người cần phải đặt mình hướng theo. Nghèo tiền bạc chớ nghèo nhân cách, hùm để gia người thác để danh. Thả nghèo được tiếng thơm lành hơn, giàu lưu lại ô danh muôn đời. Biết so sánh những lời trên ấy, nghèo đến đâu chẳng lấy của người. Phải chăng là việc tốt tươi mình không phạm lỗi, và người đâu khinh? Mấy việc ấy đinh ninh chớ bỏ, mặc dù là rất khó thực hành. Con ơi ráng gọi nhân sanh, thương nhau chớ có nỡ đành hại nhau. Người đã bước chân vào cửa Phật, hoặc giả là có đọc giảng kinh, giống lành xưa đã phát sinh, cũng nên tiếp tục tu hành chớ buông. Số nhân loại hàng muôn triệu ức, nhưng được nghe kinh Phật ít người. Không duyên khó gặp con ơi, gặp rồi lại bỏ là đời quá mê. Kinh kể vốn là chìa khóa ngục, chúng sanh là kẻ nhốt trong tù, xem kinh mà chẳng chịu tu như chìa khóa có mà tù không ra. Trái lạc mặc dù là khó nuốt, giới răng tuy là việc khó dình. Đó là phương pháp giảng sinh, nên gìn giữ trọn chứ nó quên ngày nào. Trái giới ấy hàng rào ngăn tội, người tu hành cần phải giữ gìn. Chừng nào toàn giác toàn minh, tự nhiên trai giới trong mình có luôn. Đạo chớ tưởng là đường dễ gặp, kinh khởi tâm muốn đọc khó thay. Có người đọc sách liền tay, nhưng không hề đọc một bài kệ kinh. Kinh kệ thấy lòng mình muốn đọc, đã có duyên với Phật xưa rồi. Dịp này nếu để cho trôi, sẽ là khó kiếm dịp hồi thiện tâm. Trước dù đã có làm tội lỗi, nay thật lòng cải hối ăn năn. Tội kia liền được tiêu tan, như là rừng củi lửa xăng châm vào. Việc thành đạt lâu mau tại chi, cương quyết hay là chỉ lưng chừng. Dù không tu ở tiền thân, mà nay cương quyết tu cần cũng nên. Người năm trước đất
quên không cày, những năm nay ruộng lại mở to. Tức là được lúa đầy kho, cái làm năm trước đem so kém gì, lấy đây để xét suy tất biết. Người tu đừng phân biệt trước sau, tu lâu mà chẳng chùi lao, đâu bằng kẻ mới bước vào siêng năng. Thọ tự ý mau chân nằm ngủ, đâu bằng rùa lũ khủ bò đi. Niệm lia chỉ được một thì thua người, mỗi bữa nhớ trì ít câu. Sự bền chí là đầu câu chuyện, không những kiên tu luyện khó thành. Có hành hay chẳng chịu hành, chứ đừng chấp lấy cái danh bề ngoài. Cô đi mãi đường dài rút ngắn, còn nghĩ luôn lỗ cận quá xa. Nên hư bởi tại mình ra, chứ nên đổ lỗi rằng là tại ai. Phải biết nhận điều này làm trước, để tăng cao thêm sức tự tin. Tự mình lo cứu độ mình, đừng lòng nhu nhược cứ xin nơi người. Muốn giải thoát khỏi nơi khổ hại, cần hy sinh nhiều cái khó làm. Nếu mình không tự lo kham, bước đường giải thoát làm nhám bất thành. Mình biết rõ lòng mình hơn hết, giống còn sanh hay diệt mình tường. An tòa trong bụng tự trương, tự mình trừng trị bất lương lòng mình. Nếu được có tự tin đầy đủ, thêm vào lòng tự chủ hoàn toàn, lòng mình tự trị an, khỏi đưa đến kẻ thế gian trị mình. Lúc nào cũng công minh trong già, xử mình không một lẽ vị tư. Bao nhiêu tật sâu thoái hư, sẽ lần tiêu tan cũng như bọt bèo. Niệm Phật tức mau siêu cõi Phật, tham thiền thì chắc được nhập thiền. Muốn chi cũng được thỏa nguyện, là nhờ trời tự trị công miên trong lòng. Đức tin ấy dình sống mỗi bữa, cõi hồng trần có thở thoát ly. Tu hành khỏi tốn công chi, đạo màu chỉ một khách kỳ thành công. Giảng sự được hay không tại chi, khi tìm ra chân lý được rồi, quyết làm cho được mới thôi. Dù cho lỡ đất long trời chớ nao. Con ơi chớ lãng sao bổn phận, em dẹp trong gái đưa dẫn người đời. Muốn người tu đến chốn nơi, tìm phương nhắc rõ những lời Phật trao. Tuy biển khổ ào ào sóng dày, bắt nhà thuyền cứ chạy sân lên. Đưa người bên giác kề bên, để xa mũi đạn lằn tên tử thần. Con còn nhớ tiền thân nhiều lúc, trên đường dài nhường nước nhường cơm, lấy con nhường ném nhường rơm, nhường luôn cả ngựa đỡ chân cho người. Yêu nhân loại từ đời thượng cổ, giúp chúng sanh từ thuở xưa lâu.
chớ nào phải mới đây đâu, từ bi tình ấy càng sâu chẳng mòn. Nếu chúng sanh vẫn còn nản ách, thì còn ra mượn xác phạm trần, sống pha giữa bến mê tân để mà cứu thế đáng cơn nguy nàng. Cây thiền trưởng đánh tan quái ngày, nước ma ha rửa bụi hồng trần. Thế gian ai cũng Phật thần, đất ta bà quá vàng rồng như xưa. Cửa Phật nhớ sớm trưa mở rồng, chuông lạnh đừng quên giọng ngày đêm. Cho tình bác ái tăng thêm, cho lòng thù ghét dịu mềm lại đi. Hại nhau đến chung quy chết cả, giúp nhau thì lưỡng ngã đồng sinh. Nếu người thật sự thông minh, sẽ là chọn cái hòa bình làm hơn. Tan tành chỉ một cơn giận dữ, nếu người không khéo xử cho hòa. Chẳng lo gần cũng lo xa, để cho trứng mỏng khỏi da vào tường. Đầm kêu gọi tình thương nhân loại, dẹp bỏ đi cái lối phân lìa. Nhiều nơi mau chảy đầm đìa, cũng vì hẹp lưỡng và chia rẽ lòng. Mạng sống tở chuông đồng chỉ mạnh, vui ít hơn là cảnh khổ buồn. Lạ đời của khách hạ quân, không tìm cách bảo tồn lấy nhau. Giải thoát kiếp trần lao là một, giải thoát đời áp bức là hai. Chẳng lo xong mấy lẽ này, nhân sanh không thể hưởng ngày tự do. Việc ấy phải làm cho thành tựu, mới là xong nhiệm vụ con người. Khóc than đổi lại vui cười, lòng muốn người chỉ hướng nơi hòa bình. Ai cũng muốn động tình chia sớt, không ai mong dùa hốt của ai. Coi nhau như thể chân tay, bắc nam no ấm đông tây an nhàn. Tội đã chẳng đeo mang trong già, đường siêu thân hối hạ băng qua. Mạo như áo mặc cội ra, chúng sanh giờ trước Phật đa giờ sau. Người đời bị kiến màu che mắt, không nhận ra được sắc trời trong. Thường lầm vật có nói không, kiến màu vừa lốt vừa trong rõ liền. Phật sẵn có nơi miền hạ giới, quay đầu thì đã tới bên chân. Tại mình nửa bước nửa dừng, mới là có chuyện Phật gần quá xa. Con ơi đã nhắc qua lắm đoàn, siêu đỏ do mình chẳng do ai. Muốn cho gặp Phật Như Lai, giữa mình cùng Phật chớ hai tấm lòng. Phật đang ngó mình không nháy mắt, mình cũng nhìn Đức Phật trân trân. Hai đàng hòa một tinh thần, tức mình với Phật được gần nhau luôn. Để ngoại vật làm cuồng tâm trí, trước Phật mà lòng nghĩ đâu nơi đâu. Dù ngồi cho đến bao lâu, cũng không thể thấy Phật đầu hào quang.
muốn được thấy mình vàng rực rỡ. Khi tham thiền đừng có phóng tâm, trong lòng càng lắng càng thâm minh, vàng càng thấy lần lần hiện ra. Các ma nghiệp gian xa bổn thể, các nhiễm ô sạch sẽ trong lòng. Bỗng nhiên thấy nhẹ như không, cõi nào muốn đến tùy lòng tự do. Con ơi nhớ nhắc cho người biết, ráng tu như các việc kể trên. Tây phương cực lạc được lên, sẽ cùng chư Phật ngồi trên liên đài, mình được vượt ra ngoài sanh tử. Thì mẹ cha cũng khỏi luân hồi, muốn đền chữ hiếu cho rồi tu cho thành đạo cứu đời mẹ cha. Dù mỏi mệt cũng là gánh gỗ, gặp khó khăn cũng chớ nản lòng. Quyết tâm bồi đức lập công, đường về tịnh độ lầm không đổi dời. Đạo thường gặp người đời khiếu nhừ, làm lành hay gặp dữ đối đầu. Gốc kiên nhẫn nếu không sâu, gió đời thổi ngã bất câu lúc nào. Lòng mộ đạo mặc dầu đã có, không kiên tâm thì khó thành công. Kiên ngoài còn phải kiên trong, mới là chinh phục được lòng trần gian. Đường đi tới Tây Phan rất khó, nhiều yêu tình đón ngõ ngăn đàn. Muốn làm chung nó chạy tan, có lòng Bồ Tát có gan anh hùng. Thắng trần tục thung dung muôn thờ, thua phàm tình khổ sở vô biên. Cho nên những kẻ tu hiền không nên nhu nhược, phải nên can cường. Đời dù có mất đường cách mấy, cũng thản nhiên chớ dậy tay vào. Đừng chiều theo tánh khát khao, thì là mới khỏi rơi vào lưới trong. Con còn nhớ một ông sư nọ, từ sau khi rời bỏ thế nhi, xuất gia đầu Phật quy y, suốt đời trai lạc trụ trì thiền môn. Được lối xóm tiếng đồng sư thiền, ông cũng lo tu luyện hằng ngày. Một hôm thời tiết đổi thay, ông liền phát bệnh mấy ngày nằm luôn. Ông lại thấy hơi buồn trong già, miệng thèm ăn thịt cá vô cùng, làm cho rạo rực trong lòng đêm không ngủ được suốt trong mấy ngày. Kẻ lôi xóm giảng lại thâm viên, ông liền đem kể chuyện ấy ra. Một người trong số đàn na làm thinh len trở về nhà trước đi. Liền hôm nọ thừa khi vắng khách, người ấy mang một sách đồ ăn. Nào là chả gói gà măng, nào là thịt nướng cá chân nực nồng, khiến ông bắt thêm lòng thèm khát. Đồng thời người ấy đốt lên thêm rằng là trong lúc ban đêm, không ai hay biết chớ hèm ngại chi, sư cứ việc ăn đi chắc mạnh. Nếu không dùng bệnh chẳng lành đâu, ông còn ngần ngại hồi lâu sau, rồi ông lại gật đầu liền ăn. Trái lạc mấy mươi năm gìn giữ, chỉ một cơn thách
thử tan tành. Bệnh ông không những chẳng lành, ít hôm sau đó bệnh tình nặng hơn. Kê ông thấy tâm thần tán loạn, niệm Di Đà cũng chẳng nhớ rành. Hôn mê cho đến bỏ mình, đầu thai trở lại gia đình hàng heo. Từ nhỏ đến lớn theo nghề ấy, lành xưa không nhớ lại chút nào, cứ gây tội lỗi truyền lao. Bị dây quan nghiệt dẫn đầu thai luôn, chịu lâm kiếp vào cuồng ra dài. Gặp nhiều đời chết hãy sống kinh, càng ngày mờ ám chân linh, lòng không còn biết tưởng tinh đảo màu. Con ơi chớ quên câu chuyện ấy, tu gần thành mà quái có thường. Nhà sư ấy miệng rao tương, nhưng trong lòng vẫn còn vương mùi trần. Mùi trần ấy chỉ dằn chỉ nhận, nhưng ông không diệt hẳn nó đi. Nên khi xác yếu thần suy, lòng con thèm muốn những gì hiện ra. Trong lúc mây thánh qua nó được, tất nhiên là Phật rước đi ngay. Còn nghe theo nó khiến sai, thì đành chịu kiếp đọa đài khó ra. Trái lạc chẳng phải là ngoài miệng, phải lạc trái cho đến trong lòng. Tu đâu phải lạc trái không, mà còn giới luật và lòng từ bi. Tất cả những hành vi đạo đức, từ đáy lòng thành thật làm ra. Dù nơi không có người ta, cũng không để thói giải tà phát sanh. Cuối cùng vẫn trọn lành trọn sang, gần lắm chung chẳng tán loạn tâm. Di Đà vẫn nhớ niệm thầm, linh hồn không bị dẫn lầm đường đi. Lành mạnh cũng như khi bệnh hoạn, bình tĩnh không hốt hoảng tinh thần. Từ trong tâm đến ngoài thân, việc nào cũng được xét phân rõ ràng, nêu tất cả trong hàng thiện tinh. Giữ được lòng bình tĩnh như trên, cõi nào mình muốn siêu lên, tức là sẽ được toại nguyện chẳng không. Tuy dễ được mà không phải dễ, vì phần đông những kẻ lâm chung thường hay mê sảng trong lòng, ít ai tình đến khi hồn lìa thân. Biết sắp chết tâm trần chưa bò, vừa tiếc thương vừa sợ hoảng lên, càng thêm buộc cái quan khiên. Nên càng sớm trở lại miền trần gian, gần dứt thở vững vàng trong trí. Vũ sạch không chớ nghĩ sự đời, chỉ còn lòng nhớ Phật thôi, tức thời có Phật đến nơi rước về. Lòng đại độ tràn trề khắp chung, sức thần thông rộng lớn vô biên. Chúng sanh vừa dứt phát nguyện thì là có Phật đến liền rất nhanh. Trong nháy mắt siêu sanh tịnh độ, khỏi phải cần hành khổ dũng công. Ấy là vũ sạch bụi hồng trước giây phút trúc linh hồn ra đi. Phát tâm Phật thì quy cõi Phật, phát tâm phàm thì rớt cõi phàm.
Phật phàm do chỗ phát tâm, tâm nào cõi nấy không lầm một ai. Chúng sanh muôn sớm ngày giải thoát, thì phải nên sớm phát Phật tâm. Trồng lâu thì rễ ăn thâm, đợi dù lai lắc khó làm tróc nghiêng. Biết lo trước là yên vững nhất, để muộn rồi chạy chọt uổng công. Trong khi muốn lội qua sông, những đầu mang gánh lòng thòng bỏ đi. Cõi tạm lại gặp kỳ tận thế, càng làm cho tàn phế mau hơn. Người đời nếu chẳng tu nhân, sẽ chồng chôn theo cuộc tẩy trần nay mai. Chúng sanh khó tránh ngày đại biên, đất trời không khỏi chuyện đổi dời. Muôn năm sụp đổ nhất thời, giấc mê chưa tỉnh là người vô duyên. Đời nếu được bình yên thật sự, ai cũng đều hướng thọ trường sanh. Trọn vui trọn sáng trọn lành, Phật đâu gọi việc tu hành làm chi. Đời lại chẳng có gì thật cả, xác thân còn tan rã bụng lầy. Huống chi các việc bên ngoài, cũng là giả nốt có ai giữ còn. Tuổi sống cứ ngày mòn lũng mày, còn ốm đau tay hại nọ kia. Ghét thương được mất hợp lìa khổ, cho đến chết chưa hề xong chi. Thế mà chẳng mấy khi nghĩ tới, còn tạo ra nhiều nỗi khổ thêm. Trên đời rối mãi không êm, giữa người thường có thù hèm nhau luôn. Khiến cho kiếp vô thường càng khổ, cũng làm cho mạng số ngắn thêm. Hết ngày rồi lại kế đêm, sống chờ quỷ sư đến thèm bắt đi. Bỉ hành há còn gì hơn nữa, chịu đo đài không số đo lường. Thế mà nghiệp mát còn vương, bao giờ ra khỏi con đường trầm luân. Cõi Phật chẳng tử thần heo lanh, thật hoàn toàn một cảnh an vui. Sao người chẳng chịu đến lui, cứ đeo cõi tạm đầy mùi khổ đau. Lo giải thoát cho mau kẻo trề, chậm ngày nào uống phê ngày ni. Ngày giờ qua nó mất đi, tuổi không chờ đợi chớ trì quẩn tâm. Giải thoát kiếp trước phàm sớm được, sớm khỏi vòng trói buộc hồng trần. Hoàn toàn vô quấy ngại thân, muốn đi tự tại muốn dừng tự do. Hết bị việc đói no làm rộn, không còn lo ăn bận gây phiền. Vô thường chúng quỷ đều kiêng, vô cùng khoái lạc vô biên thọ trường. Việc trước hết là đường giải thoát, giải thoát xong phàm xác nhẹ nhàng. Mặc dù ở cõi thế gian mà không bị sự buộc ràng trần ai. Dù qua đất đổi thay cách mấy, mình cũng không động đậy chút nào. Hoàn toàn vượt khỏi trần lao, nhiệm màu trên sức hùng hào thế gian. Chúng sanh cũng nên sang cảnh ấy, để tự mình chủ lấy đời mình.
lúc nào cũng được quang minh, không còn bị lớp trần tình phủ che. Tiếng phàm tục tai nghe không nhiệm, sắc hồng trần không chiếm được lòng. Đi đâu cũng được thông dong, ở đâu cũng được tùy lòng tự do.